Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Mình xin kính chúc các bạn một ngày mới sức khỏe, hạnh phúc và rất nhiều niềm vui. Và trong video hôm nay, mình sẽ chia sẻ với các bạn công việc, đó là công việc chạy nước vào tường cho đủ bụi độ ẩm trước khi mình tố tường. Và cách chạy nước vào tường này, bởi vì gạch là một vật liệu xây dựng, nó có độ hút nước rất cao, cho nên trước khi chúng ta đặt tường thì ta cần phải tưới nước thật kỹ để cho nó có đủ độ ẩm để chúng ta tô tường khỏi khô khỏi cháy. Và nếu như các bạn có ý thì nếu như đâu các bạn có bức kia trước này thì bạn sẽ tưới qua bức này đi một tí và chuyển ngày sau bạn tô bức kia bên này. Bạn vẫn tố tiếp bức tường này, thì sau khi ngay sau lại thì bạn tố bức này, bạn tưới nước ít lại nhưng mà độ ẩm nó rất cao và làm cho bạn dễ tố tường. Mà độ ẩm cao thì bạn tố tường thì làm cho bạn tường bạn không thể cháy và không thể khô, mà giúp cho các bạn tố rất khỏe và nhanh. Và bức tường như thế này, nếu như về mùa đông thì phía ngoài là trời mưa nó tạt rất nhiều, các bạn xem kỹ, nếu như nó tạt nhiều thì phía trong này nó thấm rất nhiều rồi. Thì nếu như mà bạn tưới vào nó không thấm nữa thì bạn khoan tố bức này, có thể bạn tố bức giữa. Và nếu như điều kiện như mùa hè về mùa này, hiện tại là nắng rất to và gạch này thì đồ hụt nước rất nhiều, và chúng ta nên phải tưới thật kỹ để cho đủ độ ẩm để trước khi ta vào tô. Và bây giờ mình sẽ tưới nước đủ độ ẩm cho bức tường này cho các bạn cùng xem. Đây mình tưới cho các bạn xem. Nó khô rất nhanh. Mặc dù thì mình đã tưới nhiều lần rồi nhưng mà khi tưới lại nó vẫn khô. Mặc dù bạn có dọn nghề như thế nào nhưng trước khi vào tô thì bạn nên tưới thật kỹ tường. Nếu như bạn tưới không kỹ thì công việc của bạn làm không trôi chảy, làm bức tường bạn khô và cháy. Và đây là video mình làm như thế này, những bạn nào muốn vào nghề làm thợ hồ thì theo dõi để biết thêm thông tin về cách tưới nước của Kito. Bạn thấy không, mình vừa tưới xong một cái, trời ngoài trời thì nắng to, nhiệt độ rất cao, mình tưới vào phải là nó khô liền. Đây, nó khô ngay và nó rất là nóng, cho nên là các bạn cần phải tưới đi tưới lại nhiều lần. Các bạn nếu như mà tưới từ từ thì độ ẩm nó rất nhanh, nhưng mà bạn tưới ao ao là nước không ngấm kịp vào trong gạch này, và khi bạn làm thì nó sẽ khô nhất, làm cho tường bạn cháy. Thấy chưa, mình mới tưới qua lại một lần là nó khô liền đó. Bây giờ mình sẽ tưới lại. Bạn nên tưới nhiều vào,
mặc dù nhưng mà phải đúng phần của bạn thì nó bao nhiêu nhiều nhưng nó không đủ. Vâng, và sau khi mình tưởng đã đủ độ ẩm cho tương rồi thì các bạn biết không, tương khi mình tưới vào nó không rụt nữa, nó ướt và nó rất mát tương. Đây các bạn thấy không, như thế này là đủ độ ẩm cho tương để mình có thể tô được rồi. Đây cho các bạn xem kỹ, giờ nước và chảy nó không rút nước, như vậy là độ ẩm của tương sẽ đủ cho bạn để bạn có thể tô tương và yên tâm công việc của bạn. Bây giờ nước nó không rút nước như thế này là được. Và video chia sẻ của mình tạm dừng tại đây. Các bạn xem video nếu thấy hay, nếu vui thì cho mình một like, một đăng ký. Nếu các bạn không vừa lòng thì cho mình một lời bình luận phía dưới để mình học hỏi và làm những video mới và hay hơn.